Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện Tuổi 18 lấy chồng của tác giả Miên Lam. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Mai Ho sằng sặc, cô không thở nổi, chơi với cố kéo bàn tay to như gọng kìm của Thăng. Nước mắt cô giàn giụa xuống má, rát bỏng cũng không bằng sự tủi cực trong lòng. Một người chồng cưới vợ về, giờ chưa rõ đầu đuôi đã xuống tay với mình. Đến khi Mai tưởng chừng như mình không còn thở được nữa, trước mắt nhòe đi, thì cô thấy lờ mờ một bóng áo đỏ loáng qua như một cơn gió. Thằng thả ra ngã ngồi sang một bên, Mai nằm dưới đất như con búp bê rách nát. Thằng đứng dậy vơ nốt mấy chiếc kẹo đưa cho thằng cu sắn, mắt long sòng sọc. Mày dám động đến thằng sắn, tao bóp chết mày nghe chưa? Bà xá nghe xôn xao đi vào, thấy con trai đánh vợ cũng chẳng thèm hỏi han, lườm lườm Mai một cái rồi bế thằng cu sắn. Thằng Thăng ra đóng lại cái chặn bếp đi, long hết cả rồi. Con Mai làm sao mới về nhà đã om sòm lên vậy? Tao là bùn nhìn trong cái nhà này đấy hả? Mai ôm ngực ho một tràng dài, cô cố hít mạnh lấy oxy vào ngực. Cô không thể ngờ được vừa rồi hành động đó là của chồng mình nữa. Con không tìm thấy chỉ vàng của hồi môn của mẹ con. Anh Thăng, anh ấy đánh con. Ui giời, tưởng cái gì to tát. Tao mượn tạm đấy. Chả biết thằng cu sắn từ hôm cầm cái lá bùa đến giờ nó bị làm sao. Đêm nào cũng khóc, hò sốt dai dẳng mãi không dứt được. Hôm kia nó sốt lên cơn co giật, con sinh đưa con đi viện không đóng tiền, người ta không cấp cứu cho. Tao phải về nhà xoay tiền. Định vay nóng bà Sáu đầu xóm thì thấy cái dương của mày không khóa. Mẹ định gọi cho mày hỏi nhưng không có điện thoại nhà bên ấy. Cho con sinh nó vay tạm, rồi bữa nào làm lụng được nó trả. Nhìn thằng nhỏ tao cũng xót, mới ốm có mấy ngày mà teo tóp cả đi. Mai giận đến run người. Ống khóa mở ư? Cô là một đứa rất cẩn thận, vì chuyện tiền bạc lại càng cẩn thận hơn. Rõ ràng mẹ chồng cô đã lục xương lấy vàng, động vào đồ đạc người khác còn không thèm xin lỗi một câu, mà bây giờ còn đòi thông cảm, thật là ngược đời. Thằng đỡ lời mẹ mình. Không sao đâu mẹ, thằng cu không vấn đề gì là may rồi. Tiền của vợ chồng con cũng là của vợ chồng anh Thắng, anh em trong nhà với nhau cả mà. Còn con Mai nữa, mày ở nhà rảnh rỗi không làm gì thì đừng có đi sát lúa. Mỗi lần sát lúa tốn hết bao nhiêu là tiền. Còn trẻ còn khỏe thì đập lúa đi, phải biết đường tiết kiệm chứ. Mai ức tới độ không thể kiềm chế mà gào lên. Cô hất tung cái dương gỗ, mắt đỏ rực như lửa, cô không thể chịu đựng được nữa rồi. Tại sao cũng là người mà đối xử với nhau như vậy? Tôi ở không ư? Tôi làm quần quật từ sáng đến tối, các người bảo tôi ở không sao? Cả vụ mùa ai lo, ai đập lúa, ai nuôi lợn nuôi gà, ai lên nương làm dẫy hả? Thằng cầm cây đòn gánh bên cạnh lên, mắt hắn cũng long lên sòng sọc. Mai tay ôm lấy bụng, trừng đôi mắt đỏ rực lên thách thức. Mày đánh đi, con của mày đấy, mày đánh chết tao đi. Một mùi hương xộc thẳng vào buồng, hôi đến không thở nổi. Mai ôm ngực ho sặc sủa. Thăng và bà xá thấy vậy đột nhiên vứt đòn gánh đi ra ngoài. Còn Mai thì ngồi đó. Cô cảm thấy cả người mình bị đè nặng dưới sàn nhà lạnh ngắt, không thể đứng lên. Cơn nhức của vết hằn trên cổ khiến cô nuốt vào thở ra cũng khó khăn. Thời nay còn có kiểu không đi sát mà đập lúa bằng tay ư? Sao họ lại có thể quá đáng với cô như vậy? Lấy hết tiền bạc của cô, lại còn muốn bóc lột sức lao động của cô đến tận cùng hay sao? Mai lê chân ra giếng, vừa làm rau vừa khóc. Từ nhỏ tới lớn chưa ai dám đánh cô, kể cả là bố mẹ chưa hề một lần đòn roi. Vậy mà hôm nay, bây giờ cô mới thấm được cái câu: trời mưa ướt lá dai bì, con mẹ mẹ xót, xót gì con sâu. Cô cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình thật là nghiệt ngã. Những lúc mệt mỏi chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Không một bàn tay nắm, không một cái sẻ chia. Mọi trao đổi với chồng chỉ là thể xác. Cô muốn bứt ra khỏi cái hoàn cảnh này. Cô rất muốn.
Một đêm thật sự là không ngon giấc với Mai. Trong giấc mơ cô gặp lại người phụ nữ hôm trước. Chị ta không sờ vào bụng của cô nữa, nhưng cứ đứng ở góc tường nhìn cô không chớp mắt. Chị ta cười, nụ cười lạnh hơn gió mùa đông trên đỉnh Tà Xùa. Mai hỏi chị ta là ai, chị ta cũng không nói, chỉ cười. Mai vẫn đặt tay ở bụng bảo vệ con của mình. Ngoài đôi bàn tay ấy, cô không thể nhấc nổi bộ phận nào khác của cơ thể nữa. Cô quá mệt mỏi, thậm chí là trong cơn mơ, cô còn ước là mình được ngủ, ngủ mãi để không phải thức dậy, sống cuộc đời này nữa. Sáng sớm ngủ dậy, chồng đã xuống thị xã từ lúc nào. Cả nhà đều đi vắng, nhìn ra sân, một sân lúa nằm đó. Bà xã bắt cô đập lúa bằng tay là thật. Đống lúa cao quá đầu cô, đập bằng tay thì không biết lúc nào mới xong. Mai múc một muôi mì tôm sống, ngồi bệt ở tường bếp, cố nốt chui vào bụng, sau đó ra sân đập lúa. Lúa đập đến đâu, bụi bay mù mịt, dính cả vào da thịt, lẫn với mồ hôi sót bỏng. Mai vừa đập lúa, vừa suy nghĩ nguyên nhân, vì sao nhà chồng lại đối xử với mình như vậy. Dường như vì cô không có học, không có công ăn việc làm, lại là gái dân tộc thiểu số. Nhớ ra cái gì đó, Mai thả bó lúa đi vào buồng, lôi cái túi clip đan dở giấu ở dưới gầm giường. Mai phấn chấn, quên cả bàn tay vì đập lúa đã phồng rộp, mở xương cẩn thận lấy cái bìa cứng nhỏ sáng loáng. Cái này con bé Mi gọi là cái danh thiếp. Cô ngắm nghía cái tên và số điện thoại trên đó, đắn đo mãi rồi bấm số, bấm rồi lại tắt. Đổ chưa được một hồi chuông đã sợ hãi tắt đi. Cuối cùng nhìn mấy tờ tiền lẻ trong dương, lại lấy hết can đảm gọi lại. Bên kia đổ một hồi chuông, rồi nghe một giọng nam trầm lơ lớ, có vẻ bực bội. Alo, ai mà gọi mãi thế? Tôi muốn bán. Ở đây chúng tôi không có mua bán gì hết, đang bận cứ nháy, vô duyên. Nghe đầu dây bên kia gắt gỏng, Mai vội nói một mạch. Anh là bác sĩ Duy Phạm phải không ạ? Tôi là cô gái dân tộc gặp anh ở bờ suối đây. Anh nói thu mua túi clip nên tôi gọi. Bên kia ả lên một tiếng, rồi Mai nghe thấy người ta ho một tiếng, chuyển giọng nhẹ nhàng hơn. Tôi xin lỗi, thầy nháy máy từ lúc nãy. Tôi là Xoe, có thể gọi tôi là Vĩ. Cô có mấy cái túi tự cô đan hay sao? Vâng, tôi tự đan, có hai cái, đảm bảo với anh là đẹp như cái túi hôm trước anh mua. Tôi sẽ cho người đến kiểm định và mua. Cho tôi địa chỉ đi. Tôi... Chờ tôi một chút, tôi nhắn địa chỉ cho anh sau. Vậy nhá. Mai cúp máy, chống ngực đập dồn dập, trong hồi hộp và lo lắng xen lẫn vui mừng. Không thể nào cho người ta đến đây để xem túi và mua. Bà xá biết được thì cô sẽ không có cơ hội mà đan lát nữa. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ là 10 giờ trưa, nếu hẹn ở chợ lúc này cũng không kịp nữa. Chợ cách nhà cô 4 cây số, đi bộ cũng phải mất 30 phút mới đến. Về không kịp nấu cơm thì bà xá lại mắng mỏ. Mà nhắn cho bên kia một cái tin rồi vào bếp nấu cơm. Trong lòng vẫn còn rộn ràng, hồi hộp nghĩ tới chuyện ngày mai sẽ bán túi thế nào. Cô nhẩm tính trong đầu, nếu một cái túi bán được 500 ngàn thì cô sắp giàu to rồi. Không ngờ dưới xuôi lại kiếm tiền dễ như thế. Phía bên kia, Tùng ngó sang tin nhắn của Vĩ, nhún vai. Rõ ràng là nghe giọng rất sốt sắng để bán, mà sao lại hẹn tận ngày mai. Này, có khi nào nó đang chuẩn bị bùa cho ông vào chồng không đấy? Hôm trước nặng nặng không chịu bán, bây giờ tự dưng lại... Ông điên à? Thời đại nào rồi mà còn lo dính bùa? Cô gái đó là người tốt, chắc là đang cần tiền thôi. Cái gì mà mới gặp một lần đã bảo là người tốt vậy? Ăn bùa chắc rồi. Cậu đừng có mà vớ vẩn, gặp mấy lần rồi, suy bụng ta ra bụng người. Ôi, gặp mấy lần? Ở đâu? Trong rừng. Con nuốt của nó cái gì không? Nuốt cái đầu ông ấy. Tùng nhớ đến con em bé chanh chua mà dùng mình. Ông cầm theo quả ớt củ tỏi đi. Chứ tôi sợ dây vào mấy cái món gái bản lắm rồi. Con bé em nó đá tôi một phát, bây giờ vẫn còn đau đi này. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Ai mà cậu chọc vào nó trước làm gì? Đừng có cái suy nghĩ người ta là dân tộc. Tôi thấy chị em nhà nó đầu óc không phải là vừa đâu. Còn nhanh nhạy hơn cả con bồ ấn ẻo của ông đấy. Mai tôi đi khám bệnh trong làng. Ông đi ra thẩm định sản phẩm rồi định giá đi. Mai tôi bận rồi, ông bảo Thảo đi. Nó con gái, rảnh đan lát hơn. Bận cái gì mà bận? Công ty ông lo đi. Thảo dạo này bận vào bản tuyên giáo. Chờ cả nhà đi khỏi,
Mai vội vàng tay đùm tay nắm đội nón đi ra gốc gạo đầu làng, gọi xe ôm xuống chở. Chú xe ôm nhìn cô ái ngại. Chở to vậy tao không chở đâu. Sáng sớm đã gặp bà đẻ, xui quá. Cháu trả tiền đàng hoàng mà chú. Cháu chửa chứ có ăn bớt đồng nào của chú đâu mà xui ạ. Cháu trả gấp đôi, 40.000 nhá. Mai bấm bụng lấy trong cái túi cũ sờn những đồng tiền lẻ để trả thêm cho ông xe ôm. Nóng lòng bán hàng quá mà lại gặp phải ông xe ôm mê tín. Ta không đi đâu, mày đi bộ qua cánh đồng mà bắt xe. Mai bất lực đành quốc bộ qua con đường đê. Vừa đi vừa nhìn đồng hồ, ruột gan nóng như lửa. Chậm trễ thế này, đằng kia mà không mua túi cho cô thì phải làm sao? May mắn đi được nửa đường đê thì có một cái xe công nông đi qua. Mai vẫy bác lái xe cẩn thận trèo lên thùng xe công nông. Trên xe còn có một người đối diện với cô, nhưng ngoảnh mặt ra ruộng lúa. Cô lên tiếng chào, nhưng tiếng xe công nông quá lớn, người kia không có nghe thấy. Đêm qua đan lát đến 1 giờ sáng mới xong. Mai buồn ngủ quá, ngồi bệt xuống thành xe công nông mà ngủ một giấc. Mai thấy mình trôi vào một khung cảnh khác. Chợ búa tấp nập, cô ngồi bán túi và khăn. Người dừng lại rất đông để xem túi, nhưng chẳng có ai mua. Rồi có một người phụ nữ ngồi xuống. Mai nhận ra người phụ nữ đã xuất hiện mấy lần trước. Có một đứa trẻ hình hài rất kỳ dị đi bên cạnh chị ấy. Sửa à, trai gái, khỏe không? Bao nhiêu? Mai nhướng mày nhìn chị ta, điệu cười nhếch bên nửa miệng trông có vẻ khiêu khích, khinh thường. Nhưng cô lại chẳng thấy khó chịu chút nào cả. Mai đưa tay ra xoa bụng cười. Cảm ơn chị, đứa bé trộm vía cũng khỏe ạ. Đó là con trai, túi đó 200.000 chị ạ. Chửa mấy tháng? Được khoảng 5 tháng. Chị lấy gì nữa không? Túi nhá, tôi tự tay đan đẹp lắm. Không. Người phụ nữ cầm cái khăn piêu rồi nắm tay thằng bé đi lẫn vào đám đông. Mai cứ nhìn cho đến khi họ khuất bóng thì mới xuống nhìn xuống tay của mình. Cô tá hỏa khi thấy xấp tiền ở trong tay của mình là tiền âm phủ, rất nhiều tiền âm phủ. Mai hốt hoảng đứng lên chạy theo bóng áo đỏ mất hút xa dần giữa chợ đông đúc. Cô gọi đến lạ cả giọng. Chị ơi, chị áo đỏ ơi, tiền của tôi, chị ơi. Xe công nông đi qua ổ gà lắc mạnh. Mai giật mình tỉnh giấc. Cô bàng hoàng nhìn xung quanh thì nhận ra mình chỉ là mơ. Mai sờ lên ngực của mình, ngực vẫn đang đập như trống làng. Cảm giác sợ hãi trong giấc mơ vẫn chưa tan. Xe công nông bất ngờ tắt tiếng. Chú lái xe ngoái xuống gọi. Xuống đi, chợ đông người lắm nên tôi không có đi vào được. Mai lấy tiền trả cho tài xế, nhìn ra thùng xe hỏi. Người ngồi cùng tôi xuống rồi à? Người nào? Chị ngồi sau thùng xe, lúc tôi lên đã thấy rồi mà. Làm gì có ai? Cô nhìn gà hóa quốc đấy à? Mai nghi ngờ nhìn ông lái xe. Người to như vậy, có lẽ nào cô nhìn nhầm sao? Cô thử người, xe công nông đã nổ máy phóng vút đi. Tiếng điện thoại reo ầm ĩ, cắt dòng suy nghĩ. Mai nhìn màn hình là số của bác sĩ Vĩ. Cô vừa nghe vừa dạo bước vào chợ, thấy anh ta ngồi ở quán nước ngay đầu cổng. Xin lỗi anh, tôi bắt xe ôm mãi không được. Thế cô đi gì tới đây? Tôi đi công nông ạ. Đây anh xem, tôi chỉ đan được 2 túi thôi. Mai chưa ngồi ấm chỗ đã nôn nóng lấy túi clip đặt lên bàn. Cô háo hức chờ đợi người kia xem túi của mình. Vĩ nhìn cái bụng to hơn hôm trước anh gặp, đánh giá cái thai chắc là được 3 tháng. Anh cầm cái túi cói lên nhìn kỹ từng đường đan. Tay nghề của cô gái này quả là rất tốt, vẫn đẹp như chiếc túi lần trước. Có vẻ là cô đan vội vàng hơn lần trước có phải không? Tôi đâu có ạ, chỉ là nan tre nên nhìn sẽ không mượt bằng cái túi mang lâu ngày thôi. Được, cái này tôi mua mới giá 150.000 một túi. Mai cứng miệng ngạc nhiên. Rõ ràng là cái trước trả 500.000 mà sao cái này lại trả có 150.000? Chẳng lẽ người ta lại ưa cùng ưa loại dùng mòn rồi hay sao? Cô cắn môi ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy túi lại cho vào giỏ đứng lên. Anh trả rẻ như vậy tôi không bán đâu. Ít nhất cũng phải được 2/3 cái túi trước chứ. Mai kín đáo liếc Vĩ. Bộ dáng của cô trông rất bình tĩnh, nhưng mà trong lòng có thể nghe tiếng lộp bộp, tâm càng lo lắng đảo lộn. Anh ta vẫn cầm cốc nước nhấm nháp, không có vẻ gì luyến tiếc 2 cái túi của cô. Thế anh ta vẫn bình chân như vậy, cô đành bấm bụng nhượng bộ trước. Cô hiện đang rất cần tiền, cứ đà căng lên thì người thiệt là mình thôi. Anh có thể trả thêm cho tôi được không? Chứ cái giá đó quá là thấp. Tôi đan tay 1 cái túi cũng phải mất cả tuần liền.
Cô đi cả cái chợ này xem có cái túi nào lên được cái giá đó không. Thế anh đi cả cái chợ này xem có cái túi nào như của tôi không. Mai liều mình ngẩng đầu đáp trả. Vĩ không ngờ cô gái dân tộc này cũng có cái lý lẽ thuyết phục như vậy. Anh lướt mắt qua mấy chiếc túi cói trong tay cô gái, quả lại tay đan lão luyện hơn hàng chợ. Anh suy nghĩ rất nhanh, đưa ra câu trả lời. Tôi sẽ chấp nhận mua thêm 50.000 một sản phẩm, nhưng với một điều kiện. Ánh mắt của Mai sáng rực, nhưng mà trở lại bình thường rất nhanh. Điều kiện gì hẳn là không phải dễ dàng. Cô cẩn thận nhìn lại mặt mũi anh ta xem có đáng tin không. Mai ngẩn người. Trên đời có người đẹp thế này sao? Tóc và chân mày màu nâu, mắt cũng màu nâu trầm, như diễn viên truyền hình buổi tối. Thấy cô gái cứ nhìn mình, đôi mắt của Vĩ khẽ nhướng lên, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, thoải mái. Mai giật mình rụt lại, nhận ra là mình quá sỗi sàng. Cô lý nhí. Anh nói đi, điều kiện là gì tôi còn xem xét. Tôi là bác sĩ sản khoa, nhưng mà đang tìm hiểu thêm về thuốc cổ truyền dân tộc. Cô có thể truyền lại tất cả các bài thuốc dân gian mà cô biết cho tôi được không? Mẹo dân gian thì nhiều lắm, gặp đâu tôi áp dụng điều đó, chứ không thể nói một lần là hết. Tôi sẽ về, nhớ lại và tổng hợp dần cho anh vào sổ hàng ngày. Vậy là xong phải không? Anh sẽ mua túi chứ? Vĩ nhìn nét mặt cô gái, lại thoáng qua bàn tay đầy vết cắt và phồng rộp thì cảm thấy tin tưởng. Tôi đồng ý. Còn nữa, tôi không dành cây thuốc, cho nên mỗi lần giao túi, cô có thể hái cho tôi một số cây thuốc mà cô biết, kèm công thức thì càng tốt. Mai ngẫm nghĩ thêm một chút. Điều kiện có vẻ đơn giản, nhưng không hề đơn giản chút nào. Những cây thuốc thật sự là quý hiếm thì mọc trong rừng sâu hoặc là trên núi cao. Cô không giờ bầu bí thế này, không thể cứ leo lên mà hái. Mai quả quyết. Kiếm cây thuốc không phải là dễ như anh nghĩ đâu, cho nên anh cần cây gì thì tôi sẽ bán cho anh. À, cô này. Vĩ đạp chân tùng ngăn lại. Anh nhìn bàn tay gầy guộc, nắm chặt cái quai gùi đầy rau. Hình như cô gái này còn mang rau ra chợ bán. Tôi đồng ý. Tay cô bị gì thế kia, có đan được nữa không? Tôi đi nương cắt cỏ, bôi mật ong rừng hoặc là đắp lá nha đam vài lần là hết thôi. Còn nhiều cách nữa, lát về tôi sẽ ghi lại cho anh. Tôi vẫn sẽ đảm bảo đan lát đẹp cho các anh. Tôi còn muốn cô thêu thêm vài họa tiết hiện đại và làm điểm nhấn, cô làm được không? Họa tiết là cái gì vậy? Vĩ và Tùng đã đi tìm nghệ nhân từ lâu để bổ sung vào gian hàng của khách sạn, nhưng không có. Một phần vì ở bản làng giờ các nghệ nhân đã mai một, phần nữa người ta đều theo đuổi những ngành nghề hiện đại. Giờ gặp được một cô gái còn trẻ nhưng tay nghề có thể sánh ngang nghệ nhân, bỏ công đi bao nhiêu ngày vào các bản. Tuy nhiên họ lại gặp cái khó là cô ấy không được tiếp xúc với văn hóa mới. Vì vậy sản phẩm có phần đơn điệu. Anh lấy điện thoại ra truy cập vào mạng tìm họa tiết rồi đưa cho Mai xem. Họa tiết hiện đại, ví dụ như những hình hoa đào, hoa mơ, hoa mận thế này. Điểm xuyết một vài chi tiết nhỏ trên túi thôi, nhưng nhìn nó sẽ bớt đơn điệu và có điểm nhấn hơn. Tôi sẽ gửi qua Zalo cho cô mấy hình này tham khảo. Mai sờ cái điện thoại đen trắng trong túi, chẳng biết phải làm sao. Hôm trước tiền bán túi chỉ dám bỏ ra 200.000 mua cái điện thoại cục gạch này thôi. Chụp hình còn không có thì làm gì được vào Zalo. Điện thoại của tôi không vào mạng được, nhưng anh yên tâm, tôi nhớ kỹ lắm. Tuần sau tôi sẽ thử thêu thêm 2 mẫu hoa đào và hoa mận để anh xem. Cô ở bản nào? Tôi cũng thường hay vào bản khám bệnh. Tiện tôi qua lấy đỡ ra đây. Bầu bí chưa phải thai kỳ cuối, cô đừng đi lại nhiều. Không cần, không cần đâu. Tôi sẽ mang ra chỗ này. Tôi ngày nào cũng đi chợ mà. Ok, lúc nào xong cứ nhắn cho tôi. Tôi hoặc người bên tôi sẽ ra lấy túi. Mai vội vàng chào người đàn ông rồi cầm túi ra khỏi chợ, bắt xe ôm đi về. Mai định bụng bán được túi lấy tiền mua chút thức ăn cho cả nhà, nhưng túi chưa bán được, thuê xe ôm đi về đã hết tiền, chỉ còn 10.000, làm thế nào cho đủ bữa ăn đây. Ngày nào bà xá cũng nguyết ngang nguyết ngửa Mai không biết chăm lo cho gia đình, trong khi chồng chỉ đưa có 200.000 một tuần. Đi qua hàng thịt, mắt của Mai lóe lên. Cô rẽ vào mua 10.000 mỡ lợn và 5.000 đậu rán. Mỡ này rán lên sẽ có dầu, dầu lại dùng rán đậu, vậy thế là được 2 món. Bà xá nhìn mâm cơm chỉ có rau lăng luộc, đậu rán, lạc rang muối và tóp mỡ thì cái mày của bà lại cau lại khó chịu nhìn Mai. Mai, mày cho cả nhà ăn kiểu gì đây? Dạ mẹ, tiền anh Thăng đưa cho con không có đủ chi tiêu,
con chỉ còn tiền mua đủ mấy bìa đậu thôi. Mày đánh đố cả cái nhà này đấy à? Phải biết đi chợ muộn người ta mới bán rẻ cho chứ. Mày sinh ra trong cái gia đình quyền quý hay sao mà sáng bảnh cái mắt ra đã cấp nón đi chợ thế? Mai giật mình thon thót. Không lẽ sáng nay bà xá thấy cô đi chợ sao? Cô cố tỏ ra bình tĩnh. Con không muốn cả nhà ăn đồ ôi thiêu nên đi chợ sớm mua đậu mới ra lò. Chợ cách mấy cây con phải đi bộ nữa. Bà xá điên tiết giằn mạnh đôi đũa xuống mâm. Con này càng ngày càng láo. Ý mày nói là cho cả nhà ăn đồ ôi hả? Mai bình thản ngồi xuống mâm, so đũa, xới cơm chậm rãi nói. Từ hồi cưới về, con toàn lấy tiền tiết kiệm của con để mua thức ăn. Có ít tiền với chỉ vàng, con định bán để thêm mua thức ăn. Nhưng mà hôm trước, mẹ đã mượn rồi còn gì nữa. Chị dâu vội ngắt lời Mai. Thôi, cả nhà ăn đi. Con Thanh, con Hồng, ăn còn đi học sớm. Bà xá lườm Mai một cái cháy mặt rồi bắt đầu ăn cơm. Ông xá vẫn là một cút rượu, lai dai, gật gà gật gù, không tham gia vào chuyện của đàn bà phụ nữ. Bà xã nhắm đĩa đậu, bát tóp mỡ lùa hết vào bát của ông xá, mời đứa nhỏ và xinh, rồi đẩy rau về phía của Mai. Nhà này mày lao động ít nhất, ở nhà rảnh rỗi thì ăn thêm rau vào, trong mâm cơm phải biết nhìn nồi nhìn bát. Cô cố nuốt miếng cơm cuối cùng, bụng đói cồn cào nhưng không có gì ngoài cơm cả. Nếu ngày không lên nương tìm kiếm quả rừng để ăn thì có lẽ cô đã chết đói trong cái nhà này. Cô buộc phải trở mình mà thích nghi, nhưng sao vẫn thấy đáng chát trong lòng. Số tiền hứa hẹn bán túi lởn vởn trong đầu, mình sẽ cố gắng tích góp cho bản thân và cho con nữa. Đời này số phận đã định đoạt thì chắc là không thể dựa vào ai. Ăn cơm xong đã 1 giờ trưa, Mai vào buồng nằm ngủ. Hôm nay trời có rét hơn hôm qua, cô kéo kín chăn lên cổ tránh cơn gió lạnh lùa từ khe cửa vào. Buổi sáng đi bộ đã rất mệt, cô nằm xuống giường là vào giấc ngủ luôn, không hề mộng mị. Đang say giấc nồng thì cô nghe tiếng hét lên, rồi mình bị ôm chầm lấy. Mai ơi, Mai, cho chị ngủ ở đây với. Mai giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh thấy chị dâu đã nằm ở trong chăn ôm cứng lấy mình. Cô ngái ngủ. Sao chị lại vào đây vậy? Thằng cu sắn với con hiểm đâu? Thằng sắn ngủ với mẹ, con hiểm nó chạy đi đâu chơi cả trưa. Chị gặp ác mộng, cho chị ngủ cùng với. Ác mộng hả? Ác mộng thế nào? Nó muốn bóp cổ chị sợ lắm. Mai nhìn sắc mặt tái mét của chị Sinh, nghi ngờ. Cái gì mà đáng sợ như vậy? Cô chợt nhớ đến một buổi trưa hôm nọ mình cũng gặp ác mộng mà toát mồ hôi. Mai sợ đến lạnh gáy nhưng không dám kể với chị dâu, quay sang an ủi. Dạo này chị đi làm hôm nào cũng về muộn, chắc là mệt mỏi nên bị bóng đè thôi. Từ nay chị bớt công việc về nhà sớm đi, hôm nào cũng 7-8 giờ. Cuối tuần lại đi thông 2 ngày, còn con với cái nữa, thời gian đâu mà chăm nó. Ừ, tại chị có tận 6 đứa con, phải kiếm tiền nuôi chúng nó. Thằng bố thì ngớ ngẩn, có làm được cái gì đâu. Mà chị có nhìn thấy mặt người trong mơ không? Chị không, chị ngủ nhắm mắt mà. Mai bật cười. Ngủ ai mà không nhắm mắt chứ. Thôi chị ngủ đi, chiều em còn phải dậy ra đồng. Sinh không nói gì nữa nhưng vẫn ôm chặt lấy Mai, cả người hơi run run vì cơn ác mộng kinh hoàng lúc nãy. Một cái Tết đến gần, trăm hoa đua nở khiến tâm trạng của Mai cũng phấn chấn hơn. Hôm nay Mai có hẹn đi giao túi, cô đến chợ sớm hơn lần trước, tranh thủ hái mấy bó rau ở trong vườn ra chợ bán lấy tiền. Cô đợi khoảng 10 phút thì có người mua túi đến. Đi cùng anh ta còn có một người đàn ông cô từng gặp ở dưới suối. Mai lấy mấy cái túi mây nhét dưới cùng của cái làn đỏ bày ra bàn, rồi lại lấy cuốn sổ ghi chép các bài thuốc dân gian đưa cho Vĩ. Dạo này vào vụ chiêm nên tôi chỉ chép được một ít, mai kia tôi sẽ ghi lại được nhiều hơn. Đây là cây xà đen, cây mú tửn, cây hoa tam thất. Cảm ơn Mai, càng chính xác và càng kỹ thì càng tốt. Cô cứ từ từ. Mà bầu bí như thế, cô đi lên rừng hái thuốc hay sao? Đừng, tôi không vội đâu. Vĩ cầm mấy cái túi lên, ngắm lướt qua rồi đẩy sang cho Tùng. Điều anh cần hơn là cuốn sổ ghi chép bài thuốc dân gian của Mai. Tùng vẫn còn ác cảm với một cô gái dân tộc thiểu số này. Kiếm cho người ta mấy cái lá cây vớ vẩn mà cũng lấy tiền. Anh nhìn mấy cái túi cói mà nhăn mặt. Quê quá, gì mà toàn họa tiết thổ tả vậy. Cứ như cái thời Napoleon cởi chuồng ấy. Đúng là họa tiết y như người.
dân tộc quá. Thế bảy đời nhà anh ấy chắc là thành phố hết à? À cái cô này đúng là chị em giống y như nhau. Vĩ ngắt lời tranh cãi của hai người. Thật ra thì tôi thấy họa tiết cũng hơi cũ, nhưng không sao, Mai mới hợp tác với chúng ta nên có thể là chưa bắt được nhịp. Lần sau cố gắng theo họa tiết vui tươi hiện đại, đa dạng hơn một chút thì cái túi sẽ đỡ ảm đạm. Cô có thể lên mạng, không thiếu. Cô biết dùng Google không? Tôi mua cái đó ở đâu? Tùng không nhịn được phì cười. Mua cái Google đó hơi đắt đấy, chục triệu có đủ tiền không? Hả? Chục triệu? Mai há hốc mồm. Có món đồ nào đã đắt đỏ đến vậy sao? Bằng chục cái túi của cô, nó hình thù ra sao, dáng vẻ thế nào? Vĩ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô gái trước mặt, lại nhìn cái điện thoại đen trắng trong tay cô ấy, lại thấy bàn tay đầy những vết chai sần. Với tình cảnh của cô ấy, thế này khó mà mua được một cái điện thoại cảm ứng. Ý bạn tôi là cô phải mua một cái điện thoại mới, không cần phải xịn lắm đâu, tầm 2 triệu đã có thể vào mạng để tìm kiếm tất tần tật mọi thứ. Tất tần tật sao? Có thể kiếm tiền trên đó không? Tất nhiên là có, nếu cô biết cách. Mắt của Mai sáng lên nhưng rồi lại cụp xuống. Bỏ ra 2 triệu để mua cái điện thoại mới thì xót của lắm. Nhưng những họa tiết đó quả thực là cô không nhìn thấy đâu xung quanh mình có. Cảm ơn hai anh, tôi sẽ về cân nhắc. Lần sau tôi hứa chắc chắn sẽ thêu hoa vui hơn. Giờ tôi phải về, xin phép ạ. Vĩ nhìn theo cô gái suy tư một chút. Anh quan sát, mỗi lần đến chợ giao hàng, cô ấy đều mang theo một gùi, lúc thì rau, lúc thì củ quả để bán. Tay chân thì đầy vết cắt, phồng rộp sai sản. Bỗng nhiên trong đầu của anh xuất hiện hình ảnh tắm suối của Mai và lần đầu tiên anh gặp trong rừng. So với thân hình gầy gò khắc khổ bây giờ, khó có thể tin cô gái tắm suối mơn mởn mấy tháng trước là một. Mỗi lần gặp lại thấy giả nua thiếu sức sống hơn. Một cô gái hơn 18 tuổi đã sắp sinh con, hỏi tuổi xuân còn đâu. Mai vừa đi khỏi thì hai cô gái đi tới, ngồi xuống cạnh Vĩ. Thảo bạn thân của Vĩ và Hồng quản lý khu homestay. Hai cậu gặp nghệ nhân mới thế nào? Ừ, tay nghề cũng được, nhưng mình vẫn thích nét thêu trong cái khăn piêu mà cậu nhặt được. Thảo thử người chán nản. Mình cũng đã vào tìm các bản tìm rồi mà không có được. Mình cũng muốn tìm lắm chứ, vừa là ân nhân lại vừa là một nghệ nhân lão luyện như thế. Tùng nhìn mẫu hoa văn trên túi, nháy mắt với Vĩ. Hai người cứ tìm đâu xa, chứ tôi thấy em Hồng đây, tay nghề thêu thùa còn hơn cái con bé dân tộc kia ấy chứ. Hồng bẽn lẽn đỏ mặt. Anh Tùng đừng trêu em như thế, lâu rồi em có đan lát cái gì đâu, thêu cả năm mới được chiếc khăn piêu. Tiến độ thế thì homestay của các anh có mà sập tiệm. Em cứ thử xem thế nào, bọn anh chưa tìm được nghệ nhân nào qua được khăn piêu của em đâu. Thôi, em bận lắm, vào bản làng với anh Vĩ rồi trông coi khách sạn để hết thời gian của em. Em thích kinh doanh hơn. Thật à? Nếu thằng Vũ, thằng Vĩ nó phụ hồ ấy, chắc là em cũng thích đi sách vôi ấy nhỉ. Này, con nói linh tinh cái gì đấy? Vĩ đạp chân vào Tùng một phát. Mai bán được một gùi rau rồi đi đến hàng sách, mua ít quyển vở viết về làm toán, một ít đồ sơ sinh, thêm cái áo ấm cho mẹ. Tết năm nay nghe đài báo có đợt rét tăng cường, mẹ trên lưng chừng núi lại một mình lạnh lẽo. Cả đời mẹ chưa bao giờ được mua một tấm áo mới. Áo đối với bà là những tấm áo từ thiện dưới miền xuôi, cả em Mi cũng vậy. Vừa cất cái áo vào gùi thì nghe tiếng xít sau lưng. Con Mai, mày dám hẹn với trai đi chơi đấy à? Mày láo thật, vợ con mất dạy, mày chết với tao. Mai nhìn sang thì thấy Thăng, quần ống thấp ống cao, vẫn đang mặc đồ bảo hộ lao động lao đến. Chạy theo sau là Sinh. Thăng nắm tóc của Mai kéo đi sành sạch, búi tóc bị rơi xuống, rũ rượi phủ lên cổ của cô. Mai vội hét lên. Anh Thăng, anh bỏ ra, tôi đi chợ chứ có đi đâu đâu. Mày còn dám cãi à? Tao thấy mày ngồi quán nước với thằng nào, thằng nào mà bánh thế hả? Sinh vội kéo Thăng ra, nhưng Thăng lại càng hăng tiết. Từ từ đã để nó giải thích xem nào, nếu là bạn nó thì sao, anh đừng có hiểu lầm. Anh ta... Anh bỏ tôi ra đi anh Thăng, anh hiểu lầm, anh ta chỉ là bạn của tôi thôi. Tôi bán... thả tôi ra. Thăng không nghe, mắt đỏ như nốc phải rượu cần. Hắn nhớ đến khuôn mặt sạch sẽ, bảnh bao của thằng đàn ông ngồi cùng với vợ của hắn. Họ còn trụm đầu vào nhau khiến hắn phát điên lên.
Hắn thả nắm tóc của Mai ra, vung tay lên cao. Mai nghe tiếng bốp xuống má của mình, đau đến rát bỏng, đau hơn cả da nẻ mùa đông, đau tới ê buốt hai bên thái dương, nhức tận quai hàm. Anh bị điên à? Anh không hỏi không rằng đã đánh tôi sao? Tao nói là mày chỉ được phép ở trong bếp cày ruộng, mày dám xuống đây chim chuột với trai, tao đánh cho mày chết thì thôi. Thằng vớ cây chổi to của hàng chổi đót gần đó vụt lia lịa vào người của Mai, mặc cho cô kêu lên: đừng đánh, anh nghe tôi nói, đừng đánh nữa, tôi đi bán túi kiếm tiền. Tiếng của Mai chìm vào tiếng xì xào của đám đông vây quanh. Mai không còn có thể hét được nữa, cô ngồi thụp xuống ôm lấy bụng của mình bảo vệ. Cô phải bảo vệ con, bảo vệ nó khỏi bàn tay tàn độc của anh ta. Tiếng vun vút trên lưng ngay một mạnh, không có dấu hiệu ngừng lại. Thằng càng đánh càng hăng, những tiếng chỉ trỏ, dè bỉu và tiếng xinh can ngăn lại càng khiến hắn điên tiết. Chỉ đến khi một ống điếu bay vào người của hắn, hắn mới dừng lại. Các bà các cô bị gạt sang một bên. Liền sau đó là một giọng đàn ông khàn đục thét lên cho tất cả mọi người. Tiếng roi đều im bặt. Thằng chó này, mày không thấy người ta đang mang bầu đấy à? Mày muốn tao đấm vỡ sọ không? Cút ngay. Các bà nữa, đi ra bán hàng nhanh lên. Tùng bẻ ngoặt tay của Thăng ra sau, khiến Thăng la oai oái: buông tao ra, buông tao ra, làm gì tao đấy hả? Hắn ngước đôi mắt đỏ quạch nhìn vào Mai, rồi nhìn Tùng và Vĩ. Vợ tao tao dạy nhá, không khiến chúng mày xen vào. Mày là cái thằng chó gặp ở ngoài quán nước. Ôi giời ơi, vợ con nó đi gặp trai, nó trốn đi gặp trai đến làng nước ơi. Tùng nghe Thăng hét rát cả tai, điên tiết thúc một cùi chỏ khiến hắn ngã nhào dưới đất. Máu từ khóe miệng của Thăng rỉ ra chảy xuống cằm. Vì đỡ Mai dậy, Mai nhìn Tùng đang đánh túi bụi chồng mình, không còn tình thương, cũng không còn sức lực mà can ngăn nữa. Bụng dưới đau nhói, mồ hôi hột trên trán của cô rơi xuống như mưa. Tôi đau quá, không đi được, xin giúp con của tôi. Đừng có đánh nữa, lấy xe đưa Mai vào bệnh viện huyện nhanh lên. Tùng đạp Thăng một cái nữa mới chịu tha, rồi chạy ra cổng đánh ô tô vào chợ đỡ Mai lên xe. Xe vừa vào tới bệnh viện, các bác sĩ đã chờ sẵn. Một y tá nhanh nhẹn đưa áo blue trắng cho Vĩ. Anh khoác áo, găng tay, đeo khẩu trang y tế đi nhanh vào phòng cấp cứu. Thảo chạy theo xe cấp cứu, không ngờ gặp được ân nhân của mình ở trong hoàn cảnh này. Cô gần như phát khóc. Vĩ, cô ấy có sao không? Cậu phải cứu cô ấy cho mình, phải cứu cô ấy. Mẹ thì chắc là không sao đâu, còn con thì không biết được. Y tá vào chuẩn bị nối máy oxy, kim truyền, siêu âm. Tôi trực tiếp kiểm tra thai. Thảo gọi cho anh Dũng, trưởng khoa vào đi. Mai có hiện tượng động thai. May mắn là hình ảnh siêu âm thai nhi vẫn hoạt động, nhưng có vẻ chậm so với thai nhi ở trong giai đoạn này. Cân nặng của bé cũng quá nhỏ so với bình thường. Trước mắt, Vĩ lên phác đồ truyền thuốc an thai và dinh dưỡng. Mai mệt và đau, cộng với đói đến lả đi, nằm mê mệt mấy tiếng đồng hồ buổi chiều mới tỉnh lại được. Cô nhìn Vĩ và Thảo chạy đi chạy lại. Thảo ngồi bên giường nhìn bàn tay của Mai đầy những vết chai và vết cắt chưa lành sụt xịt. Mình tìm Mai bao nhiêu lâu rồi mà không được. Cái thằng Vĩ này không thèm nói Mai là người bán túi. Cái thằng chồng chó mất dạy thật đấy. Ở nhà nó đánh đến nỗi này phải không? Mai nở ra nụ cười yếu ớt. Cô thiếu chất trầm trọng, không còn sức mà tiếp chuyện Thảo nữa. Chị, sao chị ở đây? Không phải, là tôi đập lúa. Nó đánh Mai ở chợ mà, mình cũng ở đó. Bầu từng này còn phải đập lúa bằng tay. Cái loại chồng đấy bỏ quách đi cho xong. Có ngày nó đánh chết cả con lẫn mẹ đấy. Cái loại học thấp cũ lại còn vũ phu nữa. Không được cái nước non gì, không thể yêu đương nổi cho cái lũ đàn ông. Mình hơn tuổi Mai, nhưng mới xưng hô bằng bạn bè cho dễ nhá. Mình làm ở tổ chức bình đẳng giới, có chuyện gì Mai cứ nói, không thể sống như thế được đâu. Nghe Thảo nói, Mai lại thấy mình tủi thân hơn bao giờ hết. Ở căn nhà đó, cô không được một phút rảnh tay, hết lòng vì gia đình của chồng, nhưng anh ta lại không hề hiểu, không hề thông cảm. Chẳng lẽ một cuộc hôn nhân cần đến tình yêu sao? Ở làng ở bản cô có mấy ai lấy nhau vì yêu? Họ vẫn sống qua mưa thuận gió hòa đấy thôi. Hay đó là số kiếp của cô, một người vô hình trong làng không hề có giá trị gì. Anh Vĩ, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi không biết anh là bác sĩ. Bác sĩ là nghề chính của tôi, kinh doanh chỉ là phụ thôi. Tôi sẽ lưu ý trường hợp bạo lực gia đình của chồng cô với chi hội phụ nữ, để họ đến nói chuyện với gia đình chồng cô. Thời hiện đại rồi,
phụ nữ cũng có quyền bình đẳng giới, tại sao cô lại phải nhẫn nhịn như vậy? Anh bác sĩ, không cần đâu. Việc gia đình của tôi tự giải quyết. Anh mỗi tối giúp tôi là tôi vui rồi. Tôi sắp sinh, không muốn cuộc sống bị xáo trộn. Vĩ cảm thấy khó hiểu. Những bản làng anh đi chữa bệnh hầu hết đều lấy chồng sinh con rất sớm, hẳn là cô gái này cũng vậy. Phụ nữ và trẻ em vùng cao thiệt thòi và thiếu quyền bình đẳng, nhưng họ lại không có ý niệm về bình đẳng giới. Vì vậy, những trường hợp bạo hành, bạo lực gia đình diễn ra khắp nơi và họ coi đó là chuyện bình thường. Bỗng dưng anh thấy thương cho số phận của những cô gái dân tộc như Mai quá. Sáng hôm sau, con bé My hộc tốc chạy vào bệnh viện. Người chưa đến cửa đã nghe tiếng nói lanh lảnh vào trong. Chị ơi, chị Mai ơi, chị có sao không? Cháu em có làm sao không? Cái loại khốn nạn chồng với con kiểu đấy đi về nhà, không sống với nhà họ nữa. Con ơi, có đau không con? Sao thằng Thăng nó lại đánh con giữa đường giữa chợ vậy hả con? Mai thấy mẹ đến thì lo lắng, chống tay ngồi dậy. Mẹ, sao mẹ mới em biết mà tới đây? Con không sao đâu ạ, đứa trẻ thì ổn định rồi. Cái loại người gì mà vợ đang mang bầu mà ghen đến tận mức đó? Chị làm việc quần quật từ sáng đến tối chưa đủ hay sao? Rồi anh ta đâu? Chị vào viện, thế mà cả nhà cả tổ anh ta không nói hoài sẽ đến sao? My, chị không sao là may rồi em. Nói nhỏ thôi, đây là bệnh viện đấy. Sao lại đưa mẹ xuống tận đây? Không đưa mẹ xuống nó đánh chết chị, thế giới này nhìn chị làm sao được? Bà Vông cầm mấy ống dịch truyền và nhìn khuôn mặt thâm chỗ nọ, đỏ chỗ kia của Mai mà xót lòng mắt đỏ hoe. Số kiếp con bé đúng là con ma xó. Con My nó gọi điện thoại ra cho mẹ, ra đầu làng thuê xe ôm xuống. Sao nó đánh con dân nông nỗi này thế hả con? Rồi nó không vào viện thăm con thật sao? Con đi chợ bán mấy đồ lặt vặt, anh thấy tới con nói chuyện với người ta nên ghen đấy mẹ ạ. Bà Vông thừa hiểu con gái che giấu điều gì. Những phụ nữ ở vùng quê lại dân tộc thiểu số thì đàn bà phụ nữ nhẫn nhịn chồng là chuyện đương nhiên. Chưa bao giờ có chuyện vợ chồng được ngồi cùng mâm, chưa nói chuyện gì đến cãi chồng một câu. Con ạ, vợ chồng có hiểu lầm gì nhau thì ngồi lại mà nói chuyện, chứ không phải là xô xát với nhau một lần mà đòi bỏ. Thằng Thăng nó cũng chỉ là một đứa biết lo cho gia đình, có việc làm tử tế. Hôm trước mẹ gặp bà xá dưới xuôi, bà cũng khen ngợi con lắm. Có mẹ chồng như vậy là được rồi. Mai không muốn mẹ lo lắng, cô cụp mắt nắm bàn tay nhăn nheo của mẹ rồi cười buồn. Mẹ, con biết mà, mẹ đừng lo nhá. Có mấy anh chị ở đây ngăn kịp, nhưng con chỉ bị sức sát nhẹ thôi. Bà Vông thở dài. Nó có tính ghen tuông thì con cũng nên tiết chế lại nhá. Đừng giao thiệp bên ngoài nhiều nữa. Phụ nữ lấy chồng là để phụng dưỡng nhà chồng, cứ lo tốt công việc nhà chồng, nó sẽ thương lại con thôi. Con sẽ về nói chuyện với anh ấy, mẹ đừng lo, con không bỏ chồng đâu. Đã có thằng cu này rồi, dù sao cũng phải nghĩ đến đứa con nữa mà. Tết là dịp đoàn viên sum họp. Tết này lại nằm ở đây thì Mai lại càng thêm nhớ nhà. Lấy chồng rồi mới thấy nhà cứ như một thứ của để dành, là một miền đất xanh thẳm, để khi mệt mỏi hay thất bại có một nơi trở về, vùi đầu vào mê mải núi non trùng trùng điệp điệp, bơi lội trong những thanh ngọt mát lành để quên đi cuộc sống cực nhọc hiện tại. Nhưng bây giờ Mai cũng không dám về nữa. Cô sợ mẹ buồn. Mẹ đã ngót nghét ngoài 70, chân đi không còn vững, rồi mai kia chẳng biết sẽ còn ăn được mấy cái Tết trên đời này nữa. Mai rủ xã em gái đưa mẹ về nhà chuẩn bị đón Tết. Cô dối mẹ và em là sẽ được xuất viện vào chiều 30 để mẹ yên lòng. Thà biết được hoàn cảnh của Mai, nhất quyết bắt cô nằm viện qua Tết. Thà để Mai ở đây dưỡng thai còn hơn là về nhà đó tất bật lam lũ thì cái Tết cũng như không. Mấy ngày Mai nằm viện, cô chờ một cuộc điện thoại, một tin nhắn, hy vọng là họ quan tâm một chút đến mình, hoặc không thì cũng động lòng với con cháu nhà họ. Nhưng không hề có. Hôm nay Vĩ không có ca bệnh nào, nhưng chợt nhớ đến cô gái bản đang nằm ở viện một mình. Anh chọn một bao lì xì nhỏ, cầm thêm một cái bánh chưng đi vào bệnh viện. Bệnh viện ngày Tết cực kỳ hoang vắng, hẳn là mọi người đã về đón giao thừa. Vĩ bước dọc hành lang, ánh đèn cao áp ngoài sân yếu ớt chiếu vào bức tranh đã ố vàng, càng làm nó thêm yếu ớt, cũ nát. Vĩ cảm thấy nhức mắt, muốn đập bỏ bức tường cũ nát này để thay lại một lớp sơn mới hơn. Điều đó chẳng những tốt cho bệnh nhân mà không khí nơi đây đỡ ủ rột. Mai nằm bên giường bệnh, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ tối đen như mực. Cô đi rừng từ nhỏ, với người bình thường màn đêm có thể chỉ là màu tối
nhưng với cô lại khác. Cô nhắm mắt lại, nghe tiếng mùa xuân đang trỗi dậy, côn trùng ngủ đông đều tỉnh giấc, vui mừng hứng khởi, chui ra khỏi bùn đất, cất tiếng kêu râm ran. Đó là một bản hòa ca tươi mới của đất trời, từ lâu mới gặp lại vì cuộc sống bể bộn mà bỏ lỡ. Chúc mừng năm mới Ban Mai. Tiếng nói trầm ấm kéo Mai ra khỏi giấc mộng của ngày xuân. Cô hơi mỉm cười. Hôm nay anh cũng có ca bệnh à? Không, tôi đến Thoa Nhi thăm mấy đứa nhỏ tiện qua đây luôn. Chúc mừng năm mới nhé. Ở homestay đồ Tết chỉ có bánh chưng nên tôi mang cho Mai một cặp. Cảm ơn bác sĩ, tôi đã ăn tối rồi. Mai kia ăn. Tết cổ truyền thì phải ăn bánh chưng chứ. Tôi tuy sinh sống ở Hà Lan nhưng mà năm nào Tết đến mẹ tôi cũng gói đấy. Mai nhìn cặp bánh chưng, tâm trạng trùng xuống. Những năm trước, cứ Tết là chị em cô hào hứng lắm. Tết là dịp được mặc tấm áo mới, được ăn nhiều món ngon, được canh nổi bánh chưng đen đặc sản của người Thái. Vậy là năm nay phải ăn Tết ở bệnh viện. Đời người chỉ thoát một cái là chuyển giao sang một trạng thái khác. Trạng thái lưng chừng này không biết đến khi nào sẽ kết thúc. Lại suy nghĩ gì thế? Năm hết Tết đến là phải vui lên chứ. Vâng, tôi có suy nghĩ gì đâu. Cảm ơn anh nhé. Bánh chưng gói đẹp quá. Chúc mừng năm mới. Chúc cô năm mới mọi sự đều như mong muốn. Mai nhìn bao lì xì đỏ trước mặt, ngẩn người một chút. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ được nhận lì xì. Truyền thống đồng bào cô không có. Hơn nữa gia đình cô đủ ăn đủ mặc đã là may. Tết đến bố mẹ cố gắng lắm mới mua được một tấm áo mới cho con. Mai không nỡ nhận, cứ ngẩn ngừ mãi. Sao thế? Lễ Tết người ta tặng lì xì mà không nhận là sẽ xui cả năm đấy. Cô cầm đi. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Chúc mừng năm mới bác sĩ. Mai cầm phong lì xì đỏ, ánh mắt sáng lên. Nó thật là long lanh rực rỡ, có hình rồng bay phượng múa vô cùng mềm mại. Cô mường tượng ra những câu chuyện trong sách giáo khoa. Cái này giống hình vẽ trong sách giáo khoa, con rồng trong sách sử lớp 12. Vĩ nhíu mày. Cô gái này nghỉ học sớm để lấy chồng cơ mà. Nhìn qua có vẻ vẫn rất ham đọc sách. Mai nghỉ học từ lúc nào? Tôi học hết lớp 10. Lấy chồng sớm như vậy là cô chưa đủ kiến thức để vào hôn nhân. Tại sao lại bỏ học sớm như vậy? Ở bản của tôi như vậy là muộn rồi. Ánh mắt của Mai bị cuốn vào con rồng đẹp đẽ. Cô hơi mỉm cười, tay vân vê phong bao lì xì. Cũng là lựa chọn của bản thân. Tôi có học lên nữa cũng không làm được gì. Vĩ nhìn bóng dáng cô gái quay ra ngoài cửa sổ. Cái xe lạnh của mùa xuân càng khiến bóng lưng kia cô độc hơn. Cô gái này mới hơn 18 mà sao láng vẻ lại giả dặn như thế. So với lần đầu tiên anh học, anh gặp thì khác một trời một vực. Da rẻ thì sạm lại, chân tay thì gầy guộc, đôi mắt mang màu sắc của ánh chiều tàn. Mai có biết thời đại 4.0 bỏ học sớm là một thiệt thòi không? Không có bằng trung học phổ thông rất khó xin việc đấy. Mai chỉ có thể làm công việc chân tay, và nếu cả đời như vậy vẫn rất cực nhọc. Thì ở làng tôi phụ nữ vẫn vậy thôi, lấy chồng đẻ con rồi đi làm nương. Vĩ hiểu cô gái này chưa được phổ cập đủ kiến thức. Cô ấy giống hệt những phụ nữ ở bản làng của anh, phổ cập văn hóa. Đó là Mai chưa thấy. Nếu học lên có thể làm nhiều công việc khác, ví dụ là biết đan lát thêu thùa thì có thể tự mình tìm nhà phân phối, cung cấp dễ hơn. Hoặc Mai cũng sẽ kiếm được công việc với mức lương cao hơn thông qua mạng xã hội như Google hôm trước tôi đã chỉ đó. Mắt Mai sáng hơn một chút. Lương cao hơn sao? Chính xác. Ở homestay của chúng tôi, những lao động chưa có bằng trung học sẽ chỉ được tuyển dụng vào vị trí buồng phòng. Còn có bằng trung học sẽ vào vị trí lễ tân chào khách. Bằng cao hơn nữa sẽ là dẫn tour, điều hành, quản lý. Rồi tiềm năng thì cắt cử sang các nước để học lấy thêm lấy kinh nghiệm. Mai chăm chú nghe Vĩ nói về công việc, về những thứ hiện tại chưa bao giờ được tiếp xúc. Lần đầu tiên cô được nghe về những từ ngữ cao cấp và mới lạ đến vậy. Cô thấy mình như được mở ra một thế giới mới lạ, có phần phấn chấn và háo hức. Trong lòng cô, ý chí đi học lại càng được bồi đắp và nung nấu. Mắt của Mai lóe lên tia hy vọng. Bác sĩ Vĩ, vậy nếu tôi có bằng tốt nghiệp cấp 3, tôi có thể xin vào chỗ của anh được không? Có chứ. Hôm tây của chúng tôi đang thiếu nghệ nhân lành nghề. Tất nhiên là nếu vào làm, Mai sẽ không đơn thuần chỉ làm công việc đan lát, mà phải học làm nhiều việc hơn như giới thiệu này, dạy nghề, tham gia hội thảo về thủ công mỹ nghệ. Tôi sẽ về luyện thêm đan lát. Hy vọng là chỗ anh vẫn cần người. Tôi xin xong sẽ xin đi thi tốt nghiệp. Chị văn hóa xã nói không cần học,
chỉ cần dự thi học kỳ là được thì tốt nghiệp. Tôi có sách giáo khoa ở nhà rồi, ngày nào tôi cũng đọc đấy. Tôi học hết nửa quyển sách giáo khoa văn rồi. Tôi cũng thuộc hết các bài lịch sử trong sách giáo khoa, còn môn địa nữa. Tôi thích ngắm cảnh đẹp vùng duyên hải, biển ở đó đẹp thật đấy. Mai thao thao bất tuyệt, chỉ là những câu chuyện bình thường cũng được đọc trong sách giáo khoa, nhưng Vĩ lại thấy cuốn hút vô cùng. Từ lúc gặp lại, thật sự bây giờ anh mới thấy cô ấy có một chút vô tư của tuổi 18. Anh chợt thấy vui vui ở trong lòng. Đi phổ cập kiến thức trong một trang giấy trắng, quả là rất thú vị và thăng hoa. Giao thừa sắp tới, ngoài kia tiếng pháo đốt đì đùng, tiếng hò reo chúc tụng một mùa xuân mới sang. Trong này câu chuyện của hai người băng qua thời gian, đi đến những vùng đất mới, những kiến thức mới, lý thú mới, với sự háo hức của người chưa bao giờ được đến. Ngày mùng 3 Tết, Mai về nhà chồng, cổng nhà vẫn treo lơ lửng những tràng xác pháo. Họ vẫn vui mừng ăn Tết như không còn tồn tại một cô dâu như mình. Cô thở dài, lê bước chân vào nhà. Bà xá đang hăng hái thái măng khô, nâng mắt nhìn Mai khinh khỉnh. Về rồi hả? Đi cũng chả nói một tiếng. Có coi cái nhà chồng là cái nhà nữa không vậy? Ăn Tết bên mẹ đẻ sướng nhỉ? Mẹ có biết ta phải làm lụng thay mẹ cả cái Tết không ngơi nghỉ không hả? Thưa mẹ, anh Thăng đánh con ở dưới chợ huyện, con phải nhập viện mẹ ạ. Ai có được đốt pháo ăn mừng như nhà mình đâu. Bà xá liếc liếc mắt Mai thăm dò. Con này nó nằm viện mấy hôm, được thay máu liều phỏng sao? Mẹ cứ có cái tật lức trai, đánh cho là đúng rồi. Còn cái thằng Đình ấy, con mụ Đính nữa, nó phải mùa mê thuốc lú gì của mày. Mày đi sát gạo lần nào cũng hỏi thế. Anh ta muốn hỏi thì hỏi chứ mẹ, con làm sao mà ngăn được anh ta. Mẹ thấy con bước ra khỏi nhà, ngoài đi chợ, hay sao mà giao thiệp với ai? Rõ ràng là mày hú hí ngoài chợ, thế mà còn dài cái mồm ra mà cãi. Mai nhìn mẹ chồng mặt đỏ phừng phừng, thấy chán trường cuộc sống này quá. Nếu không phải mẹ Vông khuyên răn cô phải cố gắng thay đổi chồng, thì cô không bước về cái nhà này nữa. Là anh Thăng hiểu lầm con ạ. Con đến chợ gặp người ta để bán cái túi clip. Bán cái gì? Tiền thì đồng chồng đưa, ở nhà chơi xong với bán chác làm gì. Anh Thăng đưa cho con một tuần nhiều nhất là 200 ngàn, có tuần không đưa đồng nào. Con không đan túi bán thì làm sao mâm cơm nhà mình cho cả chục người ăn tươm tất như thế hả mẹ? Mẹ đi chợ cũng biết thức ăn đắt thế nào. Mẹ nói chị Sinh thu xếp gửi lại con chị Vàng đi ạ. Con cần tiền lấy thuốc an thai. Không có tiền thuốc an thai thì không đảm bảo sức khỏe cho cháu mẹ được. Bà xá lộn tiết với con dâu chả treo ở trên mồm, nhưng chẳng như mọi lần mắng nhiếc nữa. Bà đứng dậy tươi cười. Trai nó hỏi suốt, tao nhìn thấy nó còn nóng mặt nữa là chồng mày đấy. Rồi cái tiền bán túi mày để đâu? Mồm mày vừa bảo là túi bán được tiền, sao bây giờ lật mặt nhanh thế? Con vừa bán được đồng tiền túi đầu tiên thì bị con trai của mẹ đấm đá túi bụi. Tiền đâu nữa mà tiền hả mẹ? Nếu không bị anh ấy đánh giữa chợ thì chắc là vẫn còn tiền về ăn Tết đấy. Bà xá thở dài. Con Sinh giờ đang ôm thằng Sắn ở trong viện, tiền nào mà trả mày? Cú Sắn làm sao thế mẹ? Bị tan tan cái máu gì gì bẩm sinh ấy, tao không có nhớ tên. Lên Hà Nội rồi. Đó là bệnh gì thế mẹ? Có nguy hiểm không? Nghe bảo là phải truyền máu cả đời. Cứ tưởng đẻ được cái thằng cu ngon lành lắm. Đúng là rời đầy mà. Đã vậy còn lấy đống tiền nhà mang đi. Mày lo mà giữ cái cháu trai của tao cho tốt đấy. Mày nghe nói phải truyền máu suốt đời thì bần thần cả người. Thằng bé trắng trẻo bụ bẫm mà lại bị cái bệnh quái ác như vậy sao? Hẳn là những lần thằng bé khóc là do bệnh đó, chứ chẳng phải là do cái bùa ngại gì đâu. Mẹ, thế anh Thắng đã về chưa ạ? Chưa. Mình chị Sâu đưa thằng cu đi hả mẹ? Thằng Thăng đi cùng nó. Mai cười chua chát đi vào buồng. Cô mang thai con của anh ta mà anh ta không đoái hoài một câu, không hỏi thăm một tiếng. Bây giờ còn bỏ cả việc để đưa cháu đi viện. Càng nghĩ càng buồn với người mang tiếng là chồng. Sau khi Mai đi viện về, chồng cô lên xưởng làm luôn cũng không có về nhà. Mai lại cảm thấy thoải mái hơn. Cô sợ những đêm bị vần vò. Bác sĩ nói đứa bé nhẹ cân và yếu, cô cần phải tĩnh dưỡng, hạn chế các hoạt động mạnh. Chồng không về, mẹ con cô càng được tĩnh dưỡng. Có thời gian rảnh lại thuận tiện để đan lát và học hành. Trong một tuần, Mai đan được 4 cái túi, học được gần hết cuốn sách giáo khoa văn học và lịch sử dưới sự giúp đỡ của chị cán bộ văn hóa xã và Thảo. Cứ cái đà này đến lúc sinh, cô sẽ học hết sách giáo khoa lớp 12. Sinh xong, cô sẽ đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Nhờ suy nghĩ này đã khiến Mai có thể sống tiếp cuộc sống mệt mỏi nhà chồng. Bây giờ nếu đi khỏi đây thì cô không còn chỗ nào nương tựa. Mẹ Vâm không bao giờ cho phép con gái bỏ chồng. Mẹ đã một đời tần tảo nuôi một đứa con không máu mủ. Cô biết là phải trả chữ hiếu. Sau này có kiến thức sẽ kiếm được tiền, nhà chồng sẽ nhìn mình với một con mắt khác. Hoặc nếu không ở với nhau nữa cũng còn có kế sinh nhai mà nuôi con. Sinh cho con nằm viện 2 tuần rồi về nhà lại sinh chuyện. Về chưa tới cổng đã khóc bổ lu bổ loa. Bác sĩ nói thằng Sắn bị nhiễm khuẩn máu là do thực phẩm hàng ngày. Thím nấu thế nào để cháu nó ăn sinh bệnh như thế hả thím Mai? Chị nói thế nào ấy chứ? Cả nhà này ăn có ai bị làm sao đâu mà chị đổi cho em. Thế tôi hỏi cô vì đâu? Từ ngày thằng Sắn cầm lá bùa, nó sống dở chết dở, cô không thấy vậy sao? Chị sinh, con chị sinh ra bệnh tật thì chị phải tìm đến bác sĩ mà chữa. Sao chị lại đổi cho nó sống dở chết dở thế? Bà Xá ôm thằng cu Sắn gắt lên. Con sinh im đi, cho thằng cu vào nhà ngủ đi, nó ngủ gật đấy kìa. Mẹ cũng phải vừa thôi chứ, lật mặt nhanh thế mà coi được sao? Ngày mẹ nghĩ bệnh của thằng Sắn không chữa được nên quay ra sang nó chứ gì. Tôi nói cho mẹ biết, khéo dụ nó cũng như con Cẩm. Cầm ngay. Mày muốn có tiền chữa bệnh ấy, thì im đi. Mồm cứ loa loa thì đừng có hòng ăn một đồng của cái nhà này. Chị Sinh ấm ức, nước mắt ngắn dài đi vào trong phòng đóng sập cửa lại. Mai đứng giữa sân, nghĩ về lời chị dâu vừa nói. Cô cảm thấy chị dâu và mẹ chồng đang giấu giếm điều gì đó về vệ trước của Thăng. Còn căn bệnh của thằng Sắn nữa. Cô nhớ mang máng mẹ chồng cô nói đó là bệnh bẩm sinh. Mà sao chị dâu lại nói đó là bệnh nhiễm khuẩn? Không muốn cãi cọ với chị dâu nhiều, Mai lấy cái gùi lên nương làm lúa. Tranh thủ trên nương không có ai soi mói, lại đan lát thêu thùa. Cũng may đứa bé trong bụng ngoan ngoãn và khỏe lắm. Cô làm việc cả ngày nhưng chỉ thấy vui chứ không biết mệt mỏi. Tiếng bà Đính ý ới đầu ruộng. Mai ơi, về đi mày, hơn 5 giờ chiều rồi đấy. Về đi chứ mùa đông tối nhanh lắm. Rảnh quá nhỉ, cứ đan với lát á, còn sáng nó bổ vào mặt cho đấy. Bà làm như mẹ chồng của cháu là hùm là sói. Nó còn hơn cả hùm ấy chứ, cả cái làng này ai chả biết. Mày về bảo nó làm ruộng gần nhà là được rồi. Bắt đi làm nương cách nhà mấy cây số thế này, đẻ không được, ai hốt vào trạm xá được đâu. Mai xếp gọn giỏ đan giấu dưới cái đống rau rồi đi sau bà Đính. Mai xếp gọn giỏ đan giấu dưới đống rau sáng rồi đi sau bà Đính. Bà ơi, vợ trước của chồng cháu với mẹ chồng không hòa thuận ạ. À? Chị ấy làm sao mà chết? Tao không biết đâu. Bà, thế chị ấy không phải là người làng à? Con này hỏi lắm thế, đi về nhanh. Sao tao không đi làm cỏ với mày nữa đâu? Làm thì nhanh, mà đi thì á, cứ lời già lời dở. Nghe cái thái độ của bà Đính, lần trước và cả lần này đều có cái gì đó rất bí ẩn. Mai dám chắc là bà biết chuyện gì đó về nhà chồng cô. Cô đi nhanh theo, chống eo than thở. Bà ơi, bà đi chậm đi, cháu đau lưng quá, sắp rụng các khớp rồi. Bà Đính nghe vậy dừng lại nhìn Mai lo lắng. Bà thấy trong mày cái trong người thế nào rồi? Đừng có bảo là sắp rớt con ra đây thì chết dở đấy. Ta không biết đỡ đẻ đâu, đường về nhà còn 2 cây nữa. Cháu mới có 5 tháng thôi mà bà, cháu ngồi nghỉ ngơi chút rồi bà về trước đi ạ. Về nhà cháu không có thời gian nghỉ ngơi đâu, cháu đói quá. Bà Đính nhìn con bé ngồi phệt dưới cái đám cây thì thấy thương quá. Bầu bí mà mặt mày cứ xanh xao thế kia. Đặt cái gánh xuống đất, bà nhìn quanh. Mày ngồi đây nghỉ nhá, bà lên đồi xem có muỗng muỗng hay mận không, bà hái cho một nắm ăn cho đỡ đói. Mai vội níu tay bà Đính. Bà đừng đi, sắp tới rồi. Bà vào rừng mà gặp con ma rừng thì nguy hiểm lắm. Cháu nghỉ một chút, uống ngụm nước cho đỡ hoa mắt rồi đi. Bà cứ về trước đi. Tao để mày ở bìa rừng một mình sao được, cái con dở này. Mai cười hì hì. Bà Đính có vẻ động lòng rồi, cô bắt đầu ỉ ôi. Cháu không biết lấy chồng lại buồn thế này đâu bà. Cháu có nghĩ là lấy chồng sướng lắm. Biết thì cháu ở với mẹ cho rồi. Ôi dào ơi, đứa nào bảo lấy chồng sớm sướng á, thì mày lôi nó ra đây, tao vả cho vài phát cho tịnh cái người ra. Lấy chồng mà sướng, tao nguyện lấy chục chồng. Gặp phải cái vụ mẹ chồng như mày á, thì thôi đi tu cho khỏe. Cháu không biết là cháu làm sao mà mẹ chồng cháu cứ không vừa ý với cháu. Lên nương
thổ lúa, bẻ ngô, mót khoai tây luôn tay, nhưng vẫn cứ bị nói là ở nhà chơi. Hay cháu là vợ sau của anh Thăng nên mẹ chồng cháu không quý bà nhỉ? Gớm, cái con mụ đấy nó có quý ai bao giờ đâu. Hồi trước con vợ cũ của thằng chồng mày nó hành cho lên bờ xuống ruộng đấy. Mai tủm tỉm cười, xoa xoa cái bụng tròn. Bà Đính có vẻ đã vào câu chuyện. Cô đoán mò: cháu cũng nghe loáng thoáng, chế cũng không hợp với mẹ chồng cháu lắm, phải không hả bà? Ui giời, hợp á thì nó đã không chết tức tửa như thế. Mai hơi giật mình. Chết tức tửa ý là gì? Cô cố tỏ ra bình tĩnh, tay ôm cái bụng tròn. Bà, có phải vì thế nên nhà chồng cháu không thờ cúng gì chị ấy phải không? Cháu không dám hỏi, hỏi cũng không có ai nói. Làm sao mà chúng nó dám nói với mày? Nói lại sợ là mày chạy mất dép ấy. Bà ơi, thế làm sao thế? Bà kể cháu nghe đi. Bà Đính ậm ờ, nửa muốn kể, nửa muốn không. Mai thấy vậy, vội nắm tay áo của bà Đính, tỉ tê. Bà đi làm đồng với cháu suốt, cái gì cháu cũng kể cho bà nghe, mà bà không tin cháu hay sao? Bà kể cháu nghe đi, cháu còn biết đối nhân xử thế với đường nhà chồng chứ. Mày không được hỏi sao là tao bảo nghe chưa? Chuyện này cũng lâu rồi, trước khi mày về nhà chồng khoảng 5-6 tháng. Cháu thề đấy, cháu mà nói ra thì con Mai rừng nó nhậu đầu cháu. Bà Đính nghe câu thề thốt của Mai thì như được củng cố niềm tin, nhìn quét xung quanh núi rừng một lượt, rồi ghé tai của Mai thì thầm: nó sinh non rồi chết. Sinh non? Vậy đứa trẻ thì sao ạ? Tội nó lắm, nhà chồng mày chẳng thèm quan tâm, sống đã không được chăm, khi chết cũng chỉ có một mình. Nó chết vào cái ngày lạnh nhất mùa đông, hôm đấy có 2 độ thôi. Xác nó nằm ở trạm xá cho đến khi bố mẹ nó đến mới được đưa về. Dạo đó cả làng nguyên rủa nhà chồng của mày. Sau thằng Thăng nó cũng tán mấy đứa con gái trong làng, hứa nạp tiền thách cưới cao lắm, nhưng chả ai ưng. Người ta sợ gia đình nhà nó quá mà. Cuối cùng chả hiểu sao nó vớ được mày. Đứa trẻ chắc lại cũng là chôn luôn cùng với nó thôi. Mẹ chết mà lạnh như vậy thì con sống làm sao? Mai bỗng thấy cả người mình lạnh ngắt. Nghe bà Đính nói tới đâu thì cả người nổi gai ốc tới đó. Cô nhớ lại những giấc mơ mà rùng mình. Chẳng lẽ đó là chị ấy? Nếu là chị ấy thì... Cô sợ hãi lắc đầu. Chắc là không phải đâu. Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Một giấc mơ không tồn tại. Cô còn không thể nhớ mặt mũi người phụ nữ đó ra sao, thế nào. Chẳng lẽ đó là Cẩm Ư? Không khí càng về chiều càng lạnh. Tháng một âm, đứng dưới thung lũng nhìn lên núi đá sương sang mù mịt, lẫn bóng chiều nhập nhoạng không còn thấy đỉnh. Mà đi song song với bà Đính, cẩn thận đi sát người của bà, tay giữ cái bụng tròn, bám chắc chân từng bước một ra khỏi thung lũng. Những lời bà Đính nói vừa rồi khiến cô không khỏi nghi hoặc. Cô phải biết được đó là gì. Chắc chắn không tự dưng chị ấy lại theo cô nhiều lần như vậy, dường như muốn báo mộng với cô gì đó mà cô không thể đoán ra. Mai về tới ngõ, thấy một chiếc ô tô màu đen đỗ ở cổng. Lấy làm lạ, từ hồi về nhà chồng chưa hề thấy có một khách nào vào chơi. Cô nhìn vào nhà lớn, thấy có Thảo, Vĩ và mấy người nữa ngồi ở bàn uống nước. Cô gật đầu chào rồi đi vào cất gùi vào kho, ôm một bụng thắc mắc. Họ tới đây làm gì? Mai bất chợt lo lắng. Hôm trước cô đã ngăn bác sĩ Vĩ, rồi bây giờ họ lại đến đây. Liệu có thể làm Thăng thay đổi suy nghĩ hay lại khiến tình hình căng thẳng thêm? Vĩ nhìn Mai chân thấp chân cao, lấm lem bùn đất. Mùa đông chưa qua hẳn mà đi chân đất, bụng lùm lùm vẫn phải đi làm đồng. Thế mà cô gái này lại nói để tự giải quyết chuyện gia đình sao? Cô định để tình trạng này cả cuộc đời sao? Sinh bế con hóng ở đầu góc nhà lớn. Bà Xá, ông Xá, Thăng ngồi ngang hàng một bên. Bà Xá quét mắt về phía của Mai, cười giả lạ nói: con đi làm về rồi đấy à? Ngồi xuống đây đi con, sao lại về muộn thế, có mệt không? Ruộng ngôi rộng quá mà không có ai làm nên con phải cố nốt. Bà Xá nghiến răng: cái con ngu này lại còn phơi hết ra cho thiên hạ nó nhòm ngó. Chị phụ nữ xã lên tiếng: chị là hội trưởng hội phụ nữ xã. Anh Vĩ đây là bác sĩ của tổ chức phi chính phủ Hà Lan. Chị Megan và Thảo là đại diện của tổ chức bình đẳng giới Việt Nam. Anh Hùng chủ tịch xã chắc là em biết rồi. Mai gượng cười gật đầu. Cô kín đáo quan sát mẹ chồng và Thăng, có vẻ thái độ của hai người không được hòa nhã lắm. Chị hội trưởng phụ nữ lại nói tiếp: bọn chị đến đây mục đích để nâng cao nhận thức của gia đình về quyền bình đẳng của phụ nữ trong thời hiện đại.
Dù phụ nữ là ai, ở hoàn cảnh nào cũng phải đều tôn trọng. Đó là quyền cần được hưởng của một phụ nữ. Sự việc vừa qua ở chợ, hội phụ nữ xã và chính quyền đã đều biết. Cô Mai là một người hiền lành đứng đắn. Thằng có hiểu nhầm gì thì phải hỏi vợ trước, trước khi thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ chứ. Em làm như vậy không những vợ con bị ảnh hưởng mà thiên hạ sẽ chê cười đấy. Rồi người phụ nữ tóc vàng nói xì xồ xì xào cái gì đó, thảo dịch sang tiếng Việt, đại ý là vai trò nam nữ trong gia đình là ngang nhau, vợ chồng tôn trọng nhau thì con cái mới hạnh phúc, kinh tế mới phát triển. Rồi đến chủ tịch xã nói, vẫn là khuyên răn và nâng cao nhận thức về tình trạng bạo lực gia đình. Vĩ quan sát Mai, cô có vẻ không để tâm vào câu chuyện cho lắm. Cô cúi gằm mặt xuống, thi thoảng lại lơ đễnh ra ngoài sân. Có thể thấy ở cô thoát ra một nỗi buồn hiu hắt. Cô gái này tại sao lại thiếu tự chủ với cuộc đời của mình như vậy? Còn thằng chồng vũ phu kia, bàn tay nắm chặt rồi lại duỗi, duỗi rồi lại nắm. Có vẻ như hắn đang phải cố nén cơn giận trong lòng và không dung nạp những gì ban bộ nói. Vĩ ra hiệu cho mấy người ngăn lại bài tuyên giáo. Có lẽ gia đình này phải sử dụng biện pháp răn đe. Anh mở cặp lấy ra một tập giấy tờ đặt lên bàn. Tôi là bác sĩ của tổ chức phi chính phủ bảo vệ trẻ em và phụ nữ. Tôi có chứng kiến cô Mai bị anh Thăng đánh đập và trực tiếp đưa vào viện. Đây là giấy tờ giám định thương tật của cô Mai. Những vết thương của cô ấy ảnh hưởng trực tiếp đến đứa trẻ. Chúng tôi cần phải bảo vệ trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước và con cháu của ông bà. Rất nhiều vụ bạo lực gia đình được đưa ra tòa án để giải quyết và người chồng đã phải lãnh hậu quả thế nào. Qua đây, tôi muốn gia đình phải rút kinh nghiệm. Nếu mà tình trạng này diễn ra thêm một lần nữa thì chủ tịch xã sẽ đưa ra phương án giải quyết, chứ không phải là làm việc riêng với gia đình nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Tuổi 18 lấy chồng của tác giả Miên Lam. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.